Dạ gốm sứ Nhật xin chào quý cô chú anh chị. Gốm sứ Nhật bên em hôm nay sẽ lên rất là nhiều siêu phẩm mới nha, đẹp độc lạ phục vụ cô chú anh chị. Và em mong rằng anh chị nhớ đăng ký kênh nha và nhấn giùm em một like để khi mà em lên những video mới hay là em like trực tiếp hàng ngày thì sẽ gửi thông báo đến quý cô chú anh chị. Bên em thì sẽ có hai số điện thoại có niêm yết trên kênh nha anh chị. 0913 330469 và một số nữa là 0935 245 244. Thì hai số điện thoại này anh chị có thể gọi điện hoặc là lưu ảnh trực tiếp gửi về Zalo qua hai số này nha. Và những cái sản phẩm hôm nay em lên like, anh chị yêu thích mã sản phẩm nào thì vui lòng gọi điện hay là lưu ảnh gửi về qua số điện thoại có niêm yết trên kênh nha anh chị. Rồi, hôm nay em sẽ lên một mã sản phẩm đầu tiên này. Đó là em lên cho anh chị một cái mã đĩa lam xưa nha. Đó, một cái mã đĩa lam xưa, cái này là chuẩn 100% Nhật nha anh chị. Họa tiết nó là vẽ một cái phong cảnh sơn thủy nha anh chị. Sơn thủy, ở trong này sẽ có những cái ngọn núi. Cái này là họa tiết là cây tùng. Đó, và cái này là một cái dòng sông có qua cầu và một cảnh ngôi nhà. Những cái dòng này thì men lam vẽ tay 100% nha anh chị nha. Dòng đĩa men lam xưa chuẩn 100% của Nhật. Những cái dòng xưa này nha anh chị thì đa số 100% nó sẽ không có chuyện, nó sẽ có những cái nốt mụn, những cái nốt mụn ở mặt sau của đĩa như thế này nha. Lấy cho một nhân công. Những mặt sau của đĩa này là có mụn nha anh chị. Đó, chuẩn hàng xưa luôn. Đường kính đĩa này là 46 anh chị. Đường kính đĩa là 46. Đó. Và báo rõ với anh chị nha, những cái hàng xưa như thế này thì ở phía trong lòng thì nó sẽ có một vài vết xước nha anh chị. Có vài vết xước. Đó. Và đĩa này cũng vậy nha, có vết xước. Và mã đĩa này sẽ có giá là 2.500.000. 2.500.000 mã đĩa này anh chị. Chốt giúp em mã T1. T1 nha anh chị. 2.500.000 một mã đĩa lam xưa cực kỳ luôn. Mã T1. Xuất sắc đẹp luôn, mã T1. Rồi em có một cái mã tô anh chị. Em có một cái tô lam. Một cái tô lam này là họa tiết bên trong là sẽ vẽ hoa nha. Đó, tô này thì kích thước nó lớn nha anh chị. Và đều có truyện ký. Truyện này là truyện vuông, dòng men lam vẽ tay hết. Tô này có đường kính tô nha chị. Đường kính tô này là 26 và cao tô là 21. 26 cao 21, có truyện ký hết nha. Rồi mã tô này sẽ có giá là 350.000. 350.000 nha chị. Kích thước là đường kính là 26 và cao là 11 nha anh chị. 350.000 mã tô này. Chốt em mã T2. T2 nha anh chị. 350.000 mã T2. Rồi em có một cái mã đĩa này. Đó, một mã đĩa hổ nha anh chị. Xuất sắc đẹp luôn này. Em có một cái mã đĩa hổ. Một mã đĩa hổ nha. Đó, hổ này là viền là lách cơ vàng, ok hết. Và ở trong này có đóng truyện nha chị. Và mặt sau của đĩa này là vẫn có truyện ký. Và truyện này là truyện Phú Sĩ nha. Truyện núi Phú Sĩ. Viền vàng. Viền là viền lách cơ vàng. Đường kính của đĩa này anh chị 23.5.
đường kính nha anh chị 23.5 nha. Đĩa hổ có truyện núi Phú Sĩ và họa tiết ở trong này vẽ hổ rất là sắc sảo nha anh chị. Rồi đĩa này em sẽ giao lưu với anh chị với giá là 200k. Em sẽ tặng kèm cho anh chị một cái kệ nhựa này về để trưng đĩa nha anh chị. 200k mã đĩa này cho em mã T3. T3 nha anh chị, 200k. T3. Rồi em có một cái thố nha anh chị, em có một cái thố ngũ sắc. Em có một cái thố ngũ sắc hoa cúc. Thố này là có truyện ký nha. Cái này là một phần nha anh chị, cái này để anh chị để thức ăn hay là anh chị ủ cơm cũng được. Đường kính của thố anh chị, đường kính thố này là 17.5 và cao thố là 5.5. Cao đến miệng là 5.5 nha anh chị. Mã thố này em giao lưu với anh chị với giá là 180k nha anh chị nha. 180k mã T4. T4 180k. Rồi em có một bộ trà nha anh chị. Bộ trà này nha anh chị, bộ trà này thì em báo rõ là cái này là chinan nha anh chị. Nó sẽ có gồm một bình và 6 cái chung trà. Có hộp luôn nha anh chị. Đó, hộp sen xịn sò, cái này anh chị làm quà biếu quà tặng cũng được. Mà cái bình này là dung tích của nó bé nha, khoảng tầm là 100ml nước thôi. Miệng ly là 5 và cao ly là 3. Miệng ly 5, cao ly là 3. À, lọc bên trong là lọc 3 lỗ, có 3 lỗ nha chị. Dung tích nó rất là bé luôn, khoảng tầm là 100ml. Đó. Rồi, cái đây là sẽ gồm có một bình và 6 chung nha chị. Kèm theo đó là một cái đĩa lót và bộ trà này giao lưu với chị với giá là 320k một bộ nha anh chị. 320k một bộ. Cái này là báo rõ là China nha anh chị. Đó. 320k một bộ. Chốt em mã T5. T5 nha anh chị. 320k một bộ T5. Mã T5. Rồi em có một cái này là Âu nha chị. Âu, họa tiết nó là vẽ những cô gái Âu lacquer vàng. Ok hết, cái này hoàn hảo nha, hoàn hảo hết. Rồi cái dòng này là em báo là không có nắp nha chị, không có nắp, họa tiết nó là lacquer vàng. Ok hết à. Cái này là em có số lượng là 5 chiếc nha. Đường kính miệng là 7.5, cao là 11 và ngang là 16.5 nha chị. Đó, em có số lượng là 5 chiếc Âu nha. Và mỗi chiếc này em giao lưu với chị với giá là 280k một chiếc nha. 280k một chiếc mã T6. T6 nha chị, 280k một chiếc mã T6. Em có một bộ đĩa. Bộ đĩa này xuất sắc đẹp luôn nè. Bộ này là em gồm có là 5 chiếc hoàn hảo hết nha anh chị. 5 chiếc hoàn hảo hết. Bên trong là sẽ là vẽ họa tiết hoa và viền vàng. Ok hết nha anh chị. Cái này là có độ sâu lòng và mặt sau này là có truyện vuông. Và truyện này là truyện vẽ vàng nữa nha anh chị. À, đĩa này hơi có độ sâu lòng. Đường kính đĩa này là 21 và cao là 3.5.
21 keo là 3.5 nha, em có số lượng tổng là 5 chiếc. Và bộ này sẽ có giá là 21 3.5. Rồi, bộ này cho em giá là 270k. 270k bộ đĩa này nha anh chị, mã T7. T7 270k. Rồi em sẽ có tiếp cho anh chị một cái mã đĩa này. Nó sẽ nói chung là nó cùng màu, cùng form với đĩa mã T7 nha anh chị. Mà cái này thì họa tiết bên trong, họa tiết bên trong nó sẽ là vẽ chim. Và những cái hàng này là hàng Âu nha anh chị, những cái hàng xuất Âu. Đĩa này có đường kính đĩa là 23.5 và cao là 4. 23.5 cao 4 nha chị. Em có số lượng tổng hết là 5 chiếc. Họa tiết bên trong nó là sẽ vẽ một cây và hai con chim, rất là đẹp luôn, nổi hết nha. Đường kính là 23.5 cao 4. Rồi, 200k bộ này nha anh chị, mã T8. T8 200k. T8. Rồi, em sẽ có một tấm tranh. Em có một tấm tranh nha. Tấm tranh này là họa tiết của nó là vẽ hoa mẫu đơn, cặp uyên ương chim phụng hoàng. Những cái dòng này là tượng trưng cho mùa xuân nha anh chị, phú quý xuân vầy. Tranh này có đường kính tranh là 54 và cao là 21 nha anh chị. Đường kính là 54 và cao 21. Tranh này thì chất liệu của tranh là bằng sứ, khung ngoài là bằng gỗ nha anh chị nha. Cái này là thiết kế để anh chị treo tường. Và mã tranh này em giao lưu với anh chị với giá là 350k một tấm này nha anh chị. Mã T9. T9 350k một tấm tranh. Cực kỳ là đẹp và sắc sảo luôn. Mùa xuân phú quý xung vầy. Một bộ chén ăn cơm này là sẽ gồm có 10 chén nha anh chị. Họa tiết nó là vẽ những chiếc lá nổi ở trong này. Đó, chuẩn 100% của Nhật có truyện ký nha. Và cái form chén này là form của Việt Nam nha anh chị nha. Đó, chén này nhìn nó rất là sang luôn. Những cái họa tiết hoa này nó là sẽ làm nổi hết. Nghệ nhân họ làm nổi ở trong này. Bên trong bên ngoài đều là vẽ hoa hết. Chén cơm này có đường kính miệng chén là 11.7 và cao chén là 5. 11.7 cao 5 nha anh chị. Bộ này em có số lượng tổng hết là 10 chén. Và 10 chén cơm này sẽ có giá là 250k 10 chén nha anh chị. Chốt giúp em mã T11. T11 250k 10 chén ăn cơm. T11. Rồi, em có một bộ combo là sẽ gồm có một gạt vàng và một cái lọ cắm hoa dòng men lam nha anh chị. Một gạt vàng và một lọ cắm hoa dòng men lam có truyện ký nha anh chị nha. Những cái dòng này là dòng mini để anh chị trưng đề co hay là sử dụng trong gia đình đều được hết. Gạt tàng này nha chị, gạt tàng này có đường kính là 10, cao của gạt tàng này là 6. Còn bình này nha chị, miệng bình là 4.5, cao đến miệng bình là 12.5. Rồi, bộ này em giao lưu với chị với giá là 250k một bộ nha. Còn hai chiếc gồm một gạt tàng và một lọ cắm hoa. 250k mã T11. T11 anh chị, 250k.
Rồi anh chị em có hai đĩa này nha. Hai đĩa này em báo rõ với anh chị là cái đĩa này là họa tiết của nó là vẽ hoa, và cái dòng này là sẽ có 3 ngăn nha. Và cái hàng này là hàng USA của Mỹ, Made in USA của Mỹ nha. Những cái hàng này rất là VIP luôn. Bên trong lòng thì sẽ không có vết xước nha anh chị, ok hết ạ. Đường kính của đĩa anh chị, đường kính của đĩa này là 26, em có số lượng là một đôi nha. Và đôi này cho em giá 200k một đôi này nha anh chị, USA của Mỹ, mã T12. T12 200k một đôi, T12. Rồi em sẽ có hai set đĩa nha anh chị. Đó, em có hai set đĩa. Và em cũng báo rõ với anh chị cái đĩa này vẫn là hàng USA của Mỹ nha anh chị, gồm sẽ có một cái đĩa trơn và một đĩa 3 ngăn. Đây ạ, Made in USA của Mỹ. Em sẽ có hai set nha. Một đĩa trơn vẫn là USA của Mỹ. Cái đĩa này thì nói chung là không có vết xước nha anh chị. Báo là không có vết xước. Đường kính của đĩa này là 26 và hai set này là hoàn hảo hết. Rồi em giao lưu với anh chị mỗi set như thế này sẽ có giá là 140k nha. 140k một set và em có số lượng là 2 set. Mã T13. T13 140k một set, mã T13. Em có số lượng 2 nha. Những cái dòng này anh chị về để sử dụng để thức ăn rất là ok luôn. Mã T13. Rồi em có một bình xanh coban. Đó, bình xanh coban, những cái dòng này là dòng mini nha anh chị, để trưng đề co. Họa tiết của nó là vẽ chim hạc, hoa cúc đồng tiền. Viền là viền lacquer vàng anh chị nha. Bình này là em thấy là không có truyện. Đường kính miệng bình anh chị, miệng bình là 4.5. Cao đến miệng bình là 12. Miệng là 4.5, cao 12 và vòng bụng nha anh chị. Vòng bụng của bình này là vòng bụng 38. Rồi bình này cho em giá là 140k nha anh chị, 140k mã bình này T14. T14 140k. Rồi em có một cái đĩa. Đĩa này là Pháp nha anh chị, một mã đĩa Pháp. Đĩa Pháp, cái này là mặt sâu có truyện nha anh chị, nó có độ sâu lòng. Đĩa này là có độ sâu lòng. Đường kính là 29 và cao của đĩa này là 4.7. Em báo rõ nha anh chị, đĩa này thì ở phía trong lòng nó sẽ có độ phai viền nhẹ thôi nha, có một xíu ở chỗ phần này thôi, không có đáng kể. Và mã đĩa này cho em giá là 200k nha chị, 200k chốt giúp em mã T15. T15 200k. T15. Rồi em có 5 cái set trà. Bộ này em có số lượng là 5 set nha. 5 cái set trà. Cốt set trà này cốt nặng nha, cốt nặng. Có truyện ký cực. Có truyện nha. Đó. Đường kính là 15. Còn ly này miệng là 7.5 nha anh chị, và cao ly là 6. Rồi bộ này 5 set nha anh chị. 5 set này em giao lưu với anh chị là với giá là
220k nha, chốt giúp em mã T16. T16 220k, T16. T16 nha chị, 220k. Rồi em có một cái mã đĩa lam này nữa. Đó, một mã đĩa lam ở trong này là vẽ sơn thủy. Vẽ một phong cảnh sơn thủy nha anh chị nha. Mặt sau của đĩa là có truyện ký. Đĩa này nó sẽ có độ sâu lòng. Có độ sâu lòng. Viền là viền sô cô la. Đường kính là 27 và cao là 5. Đường kính là 27, cao 5 nha anh chị. Rồi, đĩa này cho em mã là 200k, mã T17. T17 nha anh chị, 200k. Những sản phẩm hôm nay em lên like nha anh chị. Anh chị yêu thích mã sản phẩm nào thì vui lòng gọi điện, hay là anh chị lưu ảnh trực tiếp qua Zalo của số điện thoại có niêm yết trên kênh nha anh chị. Và like của em đến đây kết thúc nha. Hẹn anh chị like sau. Cảm ơn và chào tạm biệt anh chị. Hẹn anh chị like sau.